Bạn đang đến với kênh YouTube Báo VietnamNet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính đáng chú ý. Thủ lĩnh kế nhiệm Hezbollah mất tích sau cuộc tấn công của Israel. Hezbollah tiếp tục dội mưa tên lửa vào Israel. Lãnh tụ tối cao Iran lần đầu tiên tuyên bố về việc đáp trả Israel. Houthi phóng rocket nhằm vào vị trí quân sự sâu trong lãnh thổ Israel. Thưa quý vị, sau các cuộc không kích của Israel vào khu vực ngoại ô phía nam Beirut của Liban, từ ngày 4 tháng 10, người ta đã không thể liên lạc được với ông Hassan Safedin, nhân vật được dự đoán sẽ là lãnh đạo tiếp theo của Hezbollah. Thủ lĩnh Hezbollah, ông Hassan Nasrallah đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích hôm 27 tháng 9 của Israel nhằm vào khu vực phía nam thủ đô Beirut của Liban, khiến sự chú ý chuyển sang nhân vật được coi là người kế nhiệm, ông Hassim Safedin. Tuy nhiên, sau các cuộc không kích của Israel vào khu vực ngoại ô phía nam Beirut, thì kể từ ngày 4 tháng 10, dù Hezbollah chưa xác nhận, nhưng đã có đồn đoán rằng ông Safedin đã thiệt mạng. Vào hôm 5 tháng 10, ba nguồn tin an ninh của Liban nói với hãng tin Reuters của Anh rằng từ hôm 4 tháng 10, người ta đã không thể liên lạc được với ông Safedin, nhân vật được kỳ vọng sẽ kế nhiệm lãnh đạo bị sát hại Hassan Nasrallah làm thủ lĩnh Hezbollah. Trước đó, đài phát thanh công cộng Kan TV dẫn lời các quan chức cấp cao trong chính phủ Israel cho biết, ông Safedin đang ở trong một công trình ngầm bị Israel oanh tạc ngày 4 tháng 10 bằng bom xuyên bong ke nhằm mục tiêu cụ thể vào ông. Các quan chức này nhấn mạnh, ông Safedin khó có khả năng sống sót sau cuộc tấn công. Tuy nhiên, tới nay cả Israel và Hezbollah đều chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào về tình trạng của ông Hassan Safedin. Ông Safedin là em họ của ông Nasrallah, thủ lĩnh Hezbollah vừa bị Israel tiêu diệt. Và giống như ông Nasrallah, ông Safedin là một giáo sĩ mang chiếc khăn xếp đen, biểu tượng cho dòng dõi nhà tiên tri Mohammed trong đạo Hồi. Bộ Ngoại giao Mỹ đã liệt ông Safedin vào danh sách phần tử khủng bố vào năm 2017. Và vào tháng 6 vừa qua, ông Safedin đe dọa sẽ có cuộc xung đột lớn chống lại Israel sau khi một chỉ huy khác của Hezbollah đã bị tiêu diệt. Tại đám tang của viên chỉ huy này, ông Safedin nói, hãy để đối phương chuẩn bị khóc lóc và than vãn. Những phát biểu công khai của ông Safedin thường phản ánh lập trường quân sự của Hezbollah và sự ủng hộ của nhóm đối với người Palestine. Trong một sự kiện gần đây ở Dahiyeh, khu vực được coi là thành trì của Hezbollah ở phía nam Beirut, ông Safedin tuyên bố, lịch sử của chúng ta, vũ khí và tên lửa của chúng ta ở bên các bạn thể hiện sự đoàn kết với các tay súng người Palestine. Theo chuyên gia Philip Smith, khi còn sống, thủ lĩnh Hezbollah, ông Hassan Nasrallah đã dành cho ông Safedin các vị trí quan trọng trong nhiều hội đồng khác nhau của Hezbollah tại Liban. Mối quan hệ gia đình, sự giống nhau về ngoại hình với thủ lĩnh Nasrallah và vị thế tôn giáo của ông Safedin như một hậu duệ của nhà tiên tri Mohammed đều là những yếu tố có lợi cho nhân vật này. Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Giao thông Liban Ali Hamieh hôm 4 tháng 10 cáo buộc quân đội Israel đã thực hiện vụ không kích nhằm vào một cửa khẩu của nước này giáp với Syria. Tờ Bưu điện Jerusalem dẫn lời ông Hamieh nói rằng cuộc không kích do phía Israel thực hiện vào sáng ngày 4 tháng 10 đã nhằm vào cửa khẩu Masna, nơi được người dân Liban sử dụng để di tản sang Syria. Ông Hamieh nói, vụ không kích đã cắt đứt con đường được hàng trăm nghìn người sử dụng để chạy trốn các cuộc đánh phá của Israel những ngày gần đây. Đòn không kích nhằm vào cửa khẩu Masna nằm bên trong lãnh thổ Liban và tạo ra một hố bom rộng khoảng 4 mét. Dù quân đội Israel cho tới nay chưa phản hồi về những cáo buộc được Bộ trưởng Giao thông Liban đưa ra, nhưng theo thông tin do Thời báo Israel đăng tải, thì giới chức quân sự Israel hôm 3 tháng 10 tuyên bố nhóm vũ trang Hezbollah đang sử dụng các cửa khẩu biên giới để vận chuyển vũ khí từ nước ngoài vào Liban. Thưa quý vị, bất chấp nhiều tổn thất nặng nề từ chiến dịch không kích dữ dội của không quân Israel vào Liban thời gian gần đây, hôm 4 tháng 10, lực lượng Hezbollah tiếp tục mở thêm nhiều cuộc tập kích tên lửa quy mô lớn vào Israel, khiến lưới phòng không Israel luôn phải căng mình đối phó. Một thông báo ngắn gọn của lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết, trong ngày 4 tháng 10, Hezbollah đã bắn khoảng 180 quả tên lửa vào khu vực phía bắc Israel. Đợt tập kích mới nhất diễn ra vào tối ngày 4 tháng 10 với 70 quả tên lửa, được phóng đi từ phía nam Liban nhằm về miền bắc Israel. Lực lượng phòng vệ Israel IDF tuyên bố, một lượng lớn tên lửa của Hezbollah bị lưới phòng không Israel đánh chặn, số còn lại rơi vào khu vực chống trải và không gây ra thương vong. Trong khi đó, một số nguồn tin Ả Rập khẳng định số tên lửa Hezbollah bắn sang Israel trong ngày 4 tháng 10 không dưới 200 quả, tương đương những ngày trước đó. Điều này cho thấy
nhóm vũ trang Liban vẫn sở hữu một lượng lớn tên lửa cùng bệ phóng. Hezbollah vẫn bảo toàn năng lực tấn công tên lửa và thường xuyên khiến lưới phòng không của Israel phải căng mình đối phó. Ở chiều ngược lại, lực lượng phòng vệ Israel tuyên bố đã đánh phá nhiều mục tiêu quan trọng của Hezbollah ở Liban trong ngày 4 tháng 10. Đặc biệt, chiến dịch tấn công trên bộ bắt đầu từ đêm ngày 30 tháng 9 vào phía nam Liban đã loại bỏ khỏi vòng chiến đấu 250 tay súng, trong đó có 21 tư lệnh chiến trường của Hezbollah. Lực lượng phòng vệ Israel khẳng định, lực lượng Hezbollah ở phía nam Liban đã bị vắt kiệt sức sau các đòn tấn công phối thuộc ác liệt của không quân, pháo binh và bộ binh Israel những ngày qua. Trước đó, hôm 3 tháng 10, lực lượng Hezbollah ở Liban tiếp tục mở thêm nhiều cuộc tập kích tên lửa ác liệt vào Israel. Còn tại khu vực biên giới, nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn tuyên bố đẩy lùi thêm một cuộc tấn công bộ binh mới của quân đội Israel. Theo lực lượng phòng vệ Israel, chỉ trong sáng ngày 3 tháng 10, Hezbollah đã tiến hành 5 cuộc tập kích với khoảng 75 quả tên lửa được bắn từ phía nam Liban sang miền bắc Israel. Đợt tập kích ác liệt diễn ra vào trưa ngày 3 tháng 10 với khoảng 40 quả tên lửa phóng loạt tấn công khu vực Tây Galilee. Lực lượng phòng vệ Israel khẳng định nhiều quả tên lửa của Hezbollah đã bị lưới phòng không Israel đánh chặn, số còn lại rơi vào các khu vực chống trải và không gây ra thương vong. Trước đó, lực lượng phòng vệ Israel xác nhận Hezbollah đã bắn tổng cộng 240 quả tên lửa vào Israel trong ngày 2 tháng 10, là một trong những ngày nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn tấn công tên lửa dữ dội nhất vào Israel trong hơn một tháng qua. Về phần mình, Hezbollah hôm 3 tháng 10 tuyên bố đã đẩy lùi thêm một cuộc tấn công bộ binh của Israel vào phía nam Liban. Theo tuyên bố, các tay súng Hezbollah đã pháo kích dữ dội vào đội hình chiến đấu của Israel tại khu vực cửa khẩu Fatima nằm trên biên giới Israel-Liban, buộc lực lượng đối địch phải rút lui về bên kia biên giới. Quân đội Israel chưa bình luận về tuyên bố mới này của Hezbollah. Truyền thông Israel cũng chưa công bố bất kỳ thông tin nào về các cuộc tấn công mới của bộ binh nước này vào Liban, sau khi lực lượng phòng vệ Israel xác nhận có tới 8 binh sĩ thiệt mạng và 7 binh sĩ bị thương trong lần đụng độ ác liệt đầu tiên với các tay súng Hezbollah ở bên trong lãnh thổ Liban. Lực lượng phòng vệ Israel IDF xác nhận 2 binh sĩ thiệt mạng và 24 quân nhân khác bị thương trong cuộc tập kích bằng máy bay không người lái được phóng đi từ lãnh thổ Iraq hồi sáng ngày 5 tháng 10. Đây là cuộc tấn công gây thương vong đầu tiên do các phương tiện bay từ Iraq gây ra cho lực lượng Israel kể từ đầu cuộc xung đột Israel-Hamas diễn ra từ tháng 10 năm 2023. IDF chưa khẳng định nhóm vũ trang Iraq nào đứng sau cuộc tấn công, trong khi một số nguồn tin Ả Rập cho biết lực lượng kháng chiến Hồi giáo Iraq đã thực hiện cuộc tập kích này. Tổn thất mới nhất của IDF được ghi nhận trong bối cảnh quân đội Israel đang duy trì tác chiến cường độ cao trên đồng thời cả hai mặt trận là giải Gaza và chiến trường Liban. Bên cạnh đó, IDF cũng thường xuyên mở các cuộc không kích vào khu bờ Tây, lãnh thổ Syria và ít nhất 2 cuộc tập kích vào Yemen thời gian qua. Để trấn áp các nhóm vũ trang trong trục kháng chiến do Iran dẫn dắt, Iraq là quốc gia duy nhất có các nhóm vũ trang trong trục kháng chiến cắm chốt mà chưa bị Israel tấn công một cách công khai. Trong một cuộc phỏng vấn được đài phát thanh Tây Ban Nha Onda Cero phát vào ngày 4 tháng 10, đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu EU Josep Borrell đã chia sẻ mối lo ngại của mình về cường độ của bất kỳ phản ứng nào của Israel đối với cuộc tấn công của Iran vào Israel diễn ra ngày 1 tháng 10. Ông Borrell nhấn mạnh rằng Israel chỉ có thể đạt được ưu thế quân sự nhờ sự hỗ trợ mà nước này nhận được từ phương Tây. Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của EU cảnh báo rằng một cuộc tấn công của Israel vào các cơ sở hạt nhân của Iran chắc chắn sẽ dẫn đến một phản ứng có thể rơi vào cuộc xung đột toàn khu vực hoặc thậm chí toàn cầu nếu các bên khác như Liên bang Nga tham gia vào. Ông Borrell nói, nếu các cơ sở hạt nhân của Iran bị phá hủy, Iran sẽ phải hành động, chẳng hạn như tấn công các cơ sở dầu mỏ ở Vịnh Ba Tư. Và nếu tình hình tiếp diễn, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ bị cuốn vào một cuộc xung đột mà Liên bang Nga cũng có thể tham gia. Liên quan tới khả năng Israel tấn công cơ sở hạt nhân và cơ sở năng lượng như nhà máy lọc dầu, khí đốt của Iran. Sau khi Iran phóng tên lửa vào Israel, truyền thông Mỹ từng đưa tin rằng Israel đã cảnh báo Iran về khả năng này. Tuy nhiên, ngày 3 tháng 10, tờ Thời báo Tài chính Financial Times nói rằng Israel không cân nhắc tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran và Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng phản đối một cuộc tấn công như vậy. Theo Financial Times, Israel đang cân nhắc một số phương án đáp trả để trả đũa Iran, bao gồm các cuộc tấn công vào bệ phóng tên lửa hoặc cơ sở hạ tầng dầu mỏ. Một số quan chức Israel đã kêu gọi tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, song nguồn tin cho hay điều này không xảy ra. Nguồn tin cũng cho biết Mỹ và các đồng minh phương Tây đã khuyến nghị Israel tập trung vào các mục tiêu quân sự. Đồng thời, Israel được cho là đang tự tin hơn sau vụ ám sát thành công thủ lĩnh Hassan Nasrallah của Hezbollah ở thủ đô Beirut của Liban và các quan chức cấp cao khác.
chính quyền Israel có thể sẵn sàng chịu tổn thất về quân sự và chính trị để đạt được chiến thắng. Vào ngày 30 tháng 9, tờ Nhật báo Phố Wall đưa tin, Israel đã cảnh báo Iran rằng Tel Aviv sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào lãnh thổ Israel, bất kể quy mô, và nếu Iran tấn công, Israel sẽ tiến hành tấn công trực tiếp vào cơ sở hạ tầng hạt nhân và dầu mỏ của nước Cộng hòa Hồi giáo. Theo báo The Jerusalem Post ngày 5 tháng 10, nhiệm kỳ của ông Borrell sắp kết thúc và Thủ tướng Estonia Kaja Kallas sẽ thay thế ông vào tháng 12 như một phần trong sự thay đổi lãnh đạo thường kỳ của Ủy ban châu Âu. Việc bổ nhiệm bà Kallas chủ yếu là do lập trường ủng hộ Ukraine mạnh mẽ của bà, người kêu gọi tăng cường hỗ trợ cho Ukraine trong cuộc chiến với Liên bang Nga. Bà Kallas đã trích dẫn các hoạt động quân sự thành công và hệ thống phòng thủ trên không của Israel như là bằng chứng cho thấy với sự hỗ trợ từ phương Tây, Ukraine có thể đạt được nhiều thành công hơn trên chiến trường. Một số nhà bình luận EU lưu ý rằng lập trường tương đối trung lập của bà Kallas về các vấn đề bên ngoài châu Âu sẽ mang lại sự cân bằng cho chính sách đối ngoại của EU. Trước đây, bà Kallas đã ủng hộ quyền tự vệ của Israel và lên án Hamas, đồng thời kêu gọi giải pháp hai nhà nước và một lệnh ngừng bắn. Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei ngày 4 tháng 10 tuyên bố, cuộc oanh tạc bằng tên lửa vào Israel hồi đầu tuần này của Iran là hình phạt nhẹ nhất và Tehran sẽ tiếp tục tấn công nếu cần thiết. Theo hãng tin CNN và Telegraph, lãnh tụ Iran nói, hành động sáng suốt của lực lượng vũ trang Iran vài đêm trước là hoàn toàn hợp pháp và chính đáng. Ông Khamenei còn cho biết, Israel sẽ không tồn tại lâu. Tehran cùng các đồng minh sẽ không lùi bước trong cuộc đối đầu với nhà nước Do Thái. Với một khẩu súng trường bên người, ông Khamenei đã chủ trì buổi cầu nguyện thứ 6 tại nhà thờ Hồi giáo Mosala ở trung tâm thủ đô Tehran. Ông nói Israel không thể gây tổn hại nghiêm trọng cho Hezbollah và Hamas, hai trụ cột trong trục kháng chiến của Iran. Trong phần thứ hai của bài phát biểu, nhà lãnh đạo tối cao 85 tuổi của Iran đã chuyển từ tiếng Farsi, ngôn ngữ chính thức của Iran, sang tiếng Ả Rập khi đưa ra bình luận về các đồng minh nói tiếng Ả Rập của Iran tại Liban và Gaza. Người dân Palestine có quyền tự bảo vệ trước kẻ thù chiếm đất đai, nhà cửa, trang trại và tác động tới đời sống của họ. Ông Khamenei cho biết, cuộc tấn công do Hamas lãnh đạo nhằm vào Nam Israel hồi tháng 10 năm ngoái là hành động hợp pháp. Ông tuyên bố, các cuộc tấn công đó là chính đáng vì chúng hợp lý và hợp pháp, nhằm mục đích tự vệ chống lại kẻ áp bức. Nhà lãnh đạo này cũng nói thêm rằng, nguyên tắc đó được luật pháp quốc tế công nhận. Nhà lãnh đạo Iran biện minh cho cuộc tấn công vào Israel với khoảng 200 tên lửa đạn đạo vào ngày 1 tháng 10 là hình phạt nhẹ nhất đối với tội ác mà Israel gây ra. Iran tuyên bố, vụ tấn công là nhằm đáp trả vụ sát hại thủ lĩnh Hezbollah, Hassan Nasrallah và những người khác. Israel đã mở cuộc tấn công lớn nhất từ trước tới nay vào vùng ngoại ô phía nam của thủ đô Beirut của Liban và cắt đứt một tuyến đường quan trọng để người sơ tán từ Liban vào Syria. Bộ trưởng Giao thông Liban Ali Hamieh trong ngày 4 tháng 10 cho biết, vụ không kích đã cắt đứt con đường được hàng trăm nghìn người sử dụng để chạy trốn các cuộc đánh phá của Israel những ngày gần đây. Đòn không kích nhằm vào cửa khẩu Masna nằm bên trong lãnh thổ Liban và tạo ra một hố bom rộng khoảng 4 mét. Dù quân đội Israel cho tới nay chưa phản hồi về những cáo buộc được Bộ trưởng Giao thông Liban đưa ra, nhưng theo thông tin do thời báo Israel đăng tải, thì giới chức quân sự Israel vào ngày 3 tháng 10 tuyên bố, nhóm vũ trang Hezbollah đang sử dụng các cửa khẩu biên giới để vận chuyển vũ khí từ nước ngoài vào Liban. Theo hãng tin BBC, nhiều tiếng nổ lớn làm chấn động vùng ngoại ô của Beirut, khiến mặt đất rung chuyển và tạo nên những cột khói cao trên bầu trời. Cư dân Beirut cho biết, các cuộc ném bom dữ dội đến mức còi báo động của ô tô vang lên, các tòa nhà rung chuyển khi máy bay chiến đấu của Israel tấn công vùng ngoại ô đông dân, gồm cả khu vực xung quanh sân bay quốc tế. Đến 8 giờ tối ngày 4 tháng 10 theo giờ Việt Nam, Israel vẫn đang tấn công khu vực phía đông nam Beirut. Những hình ảnh mới nhất được phát đi từ Liban cho thấy các tòa nhà và đường phố ở ngoại ô Beirut đổ nát vì cuộc không kích của Israel. Israel cho rằng ngoại ô phía nam Beirut là thành trì của nhóm vũ trang Hezbollah. Một quan chức về người tị nạn của Liên Hợp Quốc ngày 4 tháng 10 cho biết, phần lớn 900 khu trú ẩn của Liban đã chật kín và những người trốn chạy khỏi các cuộc tấn công của Israel phải ngủ ngoài trời. Ngày 4 tháng 10, lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei đã có bài thuyết giáo đầu tiên sau gần 5 năm trước hàng nghìn tín đồ tại thủ đô Tehran. Những người tham dự mang theo chân dung của các nhà lãnh đạo bị sát hại của trục kháng chiến Iran chống lại Israel và Mỹ. Ảnh của Đại giáo chủ Khamenei được đặt cạnh ảnh của thủ lĩnh Hezbollah bị ám sát là Hassan Nasrallah trên sân khấu chính. Một số người cầm lá cờ xanh và vàng của Hezbollah, trong khi những người khác cầm lá cờ Palestine. Ông Khamenei cho biết, cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas vào miền nam Israel và cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo gần đây của Iran là hợp pháp và chính đáng. Ông Khamenei phát biểu trong bài rằng, người dân Palestine có quyền hợp pháp để tự vệ, để chống lại những tên tội phạm đó. Lực lượng chiếm đóng,
không có một tòa án hay tổ chức quốc tế nào có thể đổ lỗi cho người dân Palestine chỉ vì bảo vệ quê hương của họ. Ông nói với đám đông đang reo hò, mỗi quốc gia, mỗi dân tộc đều có quyền tối thượng để tự vệ trước chế độ chuyên chế tối thượng. Ông nói rằng các quốc gia Hồi giáo có kẻ thù chung. Nhà lãnh đạo tối cao của Iran nói với đám đông, các chính sách mà kẻ thù của chúng ta áp dụng là gieo rắc mầm mống chia rẽ và phản loạn, gây chia rẽ giữa tất cả người Hồi giáo. Họ là kẻ thù của người Palestine, người Liban, người Ai Cập và người Iraq. Họ là kẻ thù của người dân Yemen và Syria. Ông cũng nói rằng các quốc gia Hồi giáo phải thắt chặt vành đai phòng thủ từ Afghanistan đến Yemen, từ Iran đến Gaza và Liban. Ông tuyên bố Iran sẽ không chỉ hoãn hay vội vàng đáp trả Israel. Ông Khamenei nói rằng, hành động sáng suốt của lực lượng vũ trang của chúng tôi vài đêm trước là hoàn toàn hợp pháp và chính đáng. Theo ông, Israel đang giả vờ chiến thắng thông qua các vụ ám sát và sát hại dân thường. Chương trình cầu nguyện của Iran được tổ chức sau vụ ám sát thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah. Trong một cuộc tấn công của Israel và các cuộc tấn công tiếp theo của Iran vào Imam Khomeini Husseiniya ở Tehran, Iran vào ngày 2 tháng 10. Đây cũng là những phát biểu đầu tiên của lãnh tụ tối cao Iran kể từ cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào Israel và cũng là bài đầu tiên kể từ khi Israel phát động làn sóng tấn công vào các thành trì của Hezbollah. Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn ngày 4 tháng 10 cho biết, phần lớn trong số gần 900 nơi tạm trú ở Liban đã đầy chỗ và ngày càng có nhiều người sơ tán khỏi miền Nam Liban phải ngủ qua đêm ở ngoài trời. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ, bà Rula Amin, cố vấn truyền thông cấp cao, đồng thời là người phát ngôn tại văn phòng khu vực Trung Đông, Bắc Phi của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, đã bày tỏ quan ngại trước những điều kiện sống của những người chịu ảnh hưởng bởi cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban, nhất là khi mùa đông đã bắt đầu. Trong khi đó, phần lớn trong số gần 900 nơi tạm trú do chính phủ Liban thiết lập đã không còn đủ chỗ. Bà cho biết, tổ chức đang phối hợp với các chính quyền địa phương để tìm thêm địa điểm cho người sơ tán. Ông Matteo Luciano, người đứng đầu văn phòng tổ chức di cư quốc tế IOM của Liên Hợp Quốc ở Liban cũng xác nhận tình trạng thiếu nơi trú ẩn tạm thời, buộc nhiều người phải ngủ qua đêm ở công viên, trên đường phố hoặc trên bãi biển. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc OCHA cảnh báo số người di tản sẽ còn tăng khi quân đội Israel ngày 3 tháng 10 tiếp tục đưa ra lệnh sơ tán tại nhiều địa phương ở miền Nam Liban. Ngày 4 tháng 10, các cuộc không kích của Israel đã cắt đứt con đường dẫn đến cửa khẩu nhân đạo chính cho hàng nghìn người dân Liban vào Syria. Theo giới chức Liban, hơn 1,2 triệu người dân nước này đã buộc phải rời bỏ nơi ở của mình để đi tránh trú và gần 2.000 người thiệt mạng kể từ khi bắt đầu các hoạt động giao tranh giữa lực lượng Hezbollah và Israel vào hồi năm ngoái. Ngày 3 tháng 10, quân đội Israel đã tiến hành một loạt không kích dữ dội vào vùng ngoại ô phía nam của thủ đô Beirut ở Liban, gây ra những đám cháy lớn trong khu vực. Kênh truyền hình Al Jazeera của Liban đưa tin, những đám cháy lớn đã ngăn cản quân đội phòng vệ dân sự tiếp cận khu vực nói trên. Một nguồn tin đánh giá, những đợt tấn công mới này thậm chí còn dữ dội hơn các vụ không kích trước đó nhằm tiêu diệt thủ lĩnh lực lượng Hezbollah Sayed Hassan Nasrallah. Một nguồn tin thân cận với Hezbollah đã ghi nhận, Israel đã tiến hành 11 đợt không kích liên tiếp vào các thành trì phía nam của Beirut của nhóm này, với nhiều tiếng nổ lớn được nghe thấy từ khoảng cách rất xa. Một nguồn tin giấu tên khẳng định, những cuộc oanh kích dữ dội đến mức còi báo động ô tô tự kêu, trong khi các tòa nhà ở Beirut và vùng ngoại ô bị rung chuyển. Cùng ngày, Bộ Y tế Liban cho biết 37 người đã thiệt mạng và 151 người đã bị thương trong những đợt không kích của Israel vào Liban trong 24 giờ qua. Trong khi đó, ngày 3 tháng 10, Reuters đưa tin, quân đội Liban lần đầu tiên nổ súng khi một căn cứ quân sự của nước này ở miền Nam bị Israel tấn công, khiến một quân nhân thiệt mạng. Liban chưa có thông cáo chính thức về vụ việc này. Về phần mình, Israel đã tuyên bố tiếp tục tấn công các vị trí của Hezbollah trên khắp Liban, khiến nhóm này không thể tái định cư tại các căn cứ ở nước láng giềng phía Bắc. Hãng thông tấn AFP đã dẫn lời Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Hezi Halevi phát biểu trên truyền hình nói rõ, những đòn đánh mạnh vào Hezbollah ở mọi khu vực tại Beirut, tại thung lũng Beka ở miền nam Liban sẽ tiếp tục. Cũng trong ngày này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho rằng Israel nên tiếp tục những cuộc tấn công trên bộ và trên không nhằm vào phong trào Hezbollah trong thời điểm hiện nay, ngay cả khi ông thừa nhận nguy cơ xung đột ở Liban lan rộng và vượt ra ngoài mục tiêu hiện tại của Tel Aviv. Reuters đã dẫn lời ông Miller đánh giá bản chất của mọi cuộc xung đột là linh hoạt và không thể đoán trước. Do đó, không thể nói rằng Israel sẽ mất bao lâu để đạt được mục tiêu xóa sổ cơ sở hạ tầng của Hezbollah ở miền nam Liban
và đưa những người Israel phải rời bỏ nhà cửa miền Bắc trở về đất nước. Israel đã đưa quân tiến vào khu vực miền Nam Liban từ ngày 1 tháng 10, sau 2 tuần không kích dữ dội, dẫn đến Iran phải vào cuộc và có nguy cơ kéo theo Mỹ can dự. Hezbollah là một phong trào chính trị và quân sự mạnh tại Liban, được Iran hậu thuẫn, đại diện cho người Hồi giáo dòng Shiite và ủng hộ cho cuộc kháng chiến của người Palestine chống lại Israel. Tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Iran Mohammad Bagheri cho biết, nước này đã tấn công 2 căn cứ của không quân Israel và trụ sở cơ quan tình báo Mossad. Sáng ngày 2 tháng 10, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã khẳng định nước này sẽ thực hiện quyền tự vệ và hành động của họ đã kết thúc. Nếu Israel khiêu khích trả đũa thêm, phản ứng của Tehran sẽ mạnh mẽ và quyết liệt hơn. Ông Araghchi cũng đã yêu cầu Washington không can thiệp sau cuộc tấn công trên. Ngoại trưởng Iran cũng đã điện đàm để trao đổi quan điểm về cuộc tấn công trên với những người đồng cấp Anh, Pháp và Hà Lan, nhấn mạnh sự kiềm chế kéo dài nhiều tháng của nước Cộng hòa Hồi giáo vì sự gây hấn của Israel trong khu vực. Dù Israel chưa công bố thiệt hại vì mưa tên lửa đạn đạo của Iran gây ra, nhưng các hình ảnh do báo chí nước này và quốc tế đăng tải đã hé lộ mức độ tổn thất. Chỉ vài giờ sau khi các hãng thông tấn quốc tế trích dẫn lời một quan chức cấp cao trong Nhà Trắng ngày 1 tháng 10, nói Mỹ đã phát hiện các dấu hiệu cho thấy Iran sắp tấn công Israel, cảnh báo đó đã trở thành hiện thực. Lực lượng phòng vệ Israel IDF thống kê, Iran đã bắn tới 180 tên lửa đạn đạo về phía lãnh thổ nước này tối cùng ngày. Ngoài việc kích hoạt hệ thống phòng thủ trên bộ, IDF được cho là đã điều 25 máy bay chiến đấu F-15 ứng phó với vụ tập kích ồ ạt của đối phương. Đáng chú ý, phần lớn phi đội tiêm kích của IDF vẫn ở phía bắc đất nước, nơi họ đang bận rộn với chiến dịch oanh tạc nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban. Mặc dù IDF khẳng định đã bắn chặn thành công phần lớn số tên lửa đó với sự trợ giúp của quân đội Mỹ ở Trung Đông, nhưng các đoạn video do truyền thông khu vực và quốc tế đăng tải lại cho thấy nhiều tên lửa đã xuyên thủng hệ thống phòng không của Israel. Theo đài RT, ít nhất một tên lửa đã nhắm trúng một giàn khoan khí đốt ngoài khơi của Israel gần Ashkelon. Trong một đoạn video, cơ sở này dường như đã chìm trong biển lửa và hình ảnh rõ thấy từ xa. Hãng Zimet dẫn tuyên bố của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran IRGC cho hay, họ đã nhắm mục tiêu vào 3 căn cứ quân sự của Israel quanh Tel Aviv. Đài CNN đã tiến hành phân tích 2 đoạn video mới và xác nhận chúng quay cảnh nhiều tên lửa Iran đang lao về phía căn cứ không quân Nevatim ở sa mạc Negev, miền nam của Israel. Các lực lượng Tehran từng nhắm mục tiêu vào căn cứ này trong một vụ tấn công tương tự diễn ra ngày 13 tháng 4. Theo CNN, các video được quay từ thị trấn Ararat Annakab nằm ngay phía nam căn cứ Nevatim. Bộ Quốc phòng Israel hiện vẫn chưa lên tiếng phản hồi yêu cầu bình luận về vụ việc. Vụ việc Iran tấn công Israel ngày 1 tháng 10 có thể làm thay đổi tình hình vốn đã cực kỳ căng thẳng ở Trung Đông khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Tehran sẽ phải trả giá. Theo kênh CNN, cho đến nay, Iran chủ yếu để các lực lượng thân Iran trong khu vực như Hamas ở Gaza, Hezbollah ở Liban và Houthi ở Yemen tấn công Israel. Khi Iran tấn công trực tiếp Israel vào hồi tháng 4, sau khi cáo buộc Israel đánh bom khu phức hợp ngoại giao của mình ở Syria, cuộc tấn công dường như mang tính chất phô trương hơn là thực sự gây thiệt hại. Tuy nhiên, cuộc tấn công tên lửa ngày 1 tháng 10 dường như khác biệt. Lầu Năm Góc cho biết, cuộc tấn công này lớn gấp đôi so với loạt tên lửa mà Iran phóng vào Israel hồi tháng 4. Iran tuyên bố cuộc tấn công là nhằm trả thù cho cái chết của thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah và những người khác. Cuộc tấn công diễn ra chỉ vài giờ sau khi Israel tuyên bố tiến hành một chiến dịch trên bộ hạn chế và cục bộ nhằm vào Hezbollah ở Liban, điều mà Iran có thể coi là một hành vi leo thang nghiêm trọng. Mặc dù lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết hầu hết tên lửa đã bị đánh chặn, nhưng một số đã rơi xuống đất Israel và dường như đã gây ra thiệt hại. Không giống như lần trước, Israel có vài ngày để chuẩn bị cho các cuộc tấn công. Lần này, Israel hầu như không nhận được nhiều cảnh báo, chỉ biết được về vụ tấn công sắp xảy ra vài giờ trước khi Tehran phóng loạt tên lửa. Dù Israel quyết định làm gì để đáp trả, cũng có thể định hình giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột. Vào tháng 4, Israel đã chọn phản ứng hạn chế sau khi Mỹ kêu gọi kiềm chế. Nhưng lời lẽ mà các quan chức Israel sử dụng ngày 1 tháng 10 cho thấy phản ứng lần này có thể sẽ mạnh mẽ hơn. Phát ngôn viên IDF, chuẩn đô đốc Daniel Hagari, gọi cuộc tấn công này là một cuộc tấn công nghiêm trọng và cho biết sẽ có những hậu quả nghiêm trọng. Ông Hagari không nói rõ những hậu quả này có thể là gì. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào Israel đã thất bại và tuyên bố sẽ trả đũa. Mở đầu một cuộc họp về chính trị an ninh, ông Netanyahu phát biểu, Iran đã phạm một sai lầm lớn vào đêm nay và họ sẽ phải trả giá. Chính phủ Iran không hiểu được quyết tâm tự vệ và quyết tâm trả đũa kẻ thù của chúng ta.
mối lo ngại của cộng đồng quốc tế là Israel có thể quyết định tấn công một số cơ sở hạt nhân của Iran. Đó là điều mà Israel đã không làm vào tháng 4, có thể vì lo ngại phản ứng của Hezbollah trước một hành động mạnh mẽ như vậy. Thay vào đó, Israel đã chọn tấn công các cơ sở quân sự gần những địa điểm này. Trong bối cảnh Hezbollah bị suy yếu đáng kể sau hàng loạt cuộc tấn công của Israel nhằm vào các quan chức hàng đầu của tổ chức này, rủi ro Israel bị Hezbollah phản ứng mạnh có thể thấp hơn. Về phần mình, phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc đã đăng bài viết trên mạng xã hội X khẳng định cuộc không kích vào lãnh thổ Israel là phản ứng hợp pháp, hợp lý và chính đáng đối với các hành động khủng bố và tuyên bố sẵn sàng đối phó bất kỳ phản ứng nào của Israel. Trong bài đăng trên mạng xã hội X vào sáng sớm ngày 2 tháng 10, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Iran đã thực hiện quyền tự vệ chống Israel và hành động của họ sẽ kết thúc trừ khi Israel quyết định khiêu khích trả đũa thêm. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC thậm chí còn cảnh báo nghiền nát Israel nếu Tel Aviv tiến hành đáp trả đợt khiêu khích. Trước đó, Bộ Ngoại giao Iran đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thực hiện hành động có ý nghĩa để ngăn chặn các mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh khu vực. Hamas và Hezbollah cùng nhau phản đối quyền tồn tại của Israel và bị Mỹ, Israel và các quốc gia khác coi là các nhóm cực đoan. Cả Hamas và Hezbollah đều là nhóm chiến binh Hồi giáo, mặc dù Hamas thuộc nhánh Sunni và Hezbollah thuộc nhánh Shia. Hamas kiểm soát lãnh thổ Gaza của Palestine nằm ở biên giới phía tây nam của Israel, trong khi Hezbollah có trụ sở tại Liban ở biên giới phía bắc của Israel. Iran từ lâu đã được biết đến là nước cung cấp hỗ trợ, đào tạo và vũ khí cho cả hai nhóm kháng chiến vũ trang, được coi là lớn nhất trong mạng lưới các nhóm ủy nhiệm của Tehran ở biên giới Israel. Phát biểu trong cuộc họp báo do Liên đoàn Do Thái Bắc Mỹ tổ chức, cựu Thủ tướng Israel Naftali Bennett nói, Iran có vẻ như là thủ lĩnh của con bạch tuộc cực đoan, một bên là Hezbollah, một bên là Hamas. Theo chính phủ Mỹ, Hamas có số lượng thành viên từ 20.000 đến 25.000 người và được thành lập vào năm 1987 như một nhánh của Tổ chức Anh em Hồi giáo Ai Cập. Tên của tổ chức này là từ viết tắt của Harakat al-Muqawama al-Islamiyya hay Phong trào Kháng chiến Hồi giáo. Hamas bác bỏ quyền tồn tại của Israel và thay vào đó quyết tâm thành lập một quốc gia Palestine trong khu vực. Nhóm này có cả chức năng chính trị, xã hội và quân sự và được nhận sự hỗ trợ và vũ khí quan trọng từ Iran. Đây là một trong số nhiều tổ chức đang cạnh tranh để giành ảnh hưởng đối với người Palestine trong cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ về tương lai của họ kể từ khi nhà nước Israel hiện đại được thành lập tại nơi từng là lãnh thổ của Ủy trị Palestine. Hamas bị Mỹ, Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh và các nước khác coi là tổ chức bạo loạn. Một nghị quyết coi Hamas là nhóm bạo loạn đã không được thông qua tại Liên Hợp Quốc vào năm 2018. Hamas trên thực tế đã chiếm giữ dải Gaza, một trong hai vùng lãnh thổ chính của Palestine sau chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2006 và một cuộc xung đột dữ dội với nhóm chính trị Fatah đối thủ năm 2007. Kể từ đó, Fatah tiếp tục cai trị vùng lãnh thổ bờ Tây ở phía đông bắc. Các cuộc thăm dò trước đây cho thấy Hamas nhận được nhiều mức độ ủng hộ khác nhau từ người Palestine, mặc dù đôi khi họ có lợi thế hơn Fatah. Một người thăm dò trước đây đã nói với Associated Press rằng Hamas được ủng hộ trong suốt cuộc xung đột. Hamas đã nhiều lần đụng độ với Israel kể từ khi chiếm được vùng đất tách biệt dải Gaza, nơi sinh sống của khoảng 2 triệu người và có diện tích bằng khoảng một nửa thành phố New York. Dải Gaza đang bị Israel và Ai Cập phong tỏa nghiêm ngặt, hạn chế mạnh mẽ việc di chuyển của người dân và hàng hóa vào và ra khỏi khu vực này. Một số cuộc giao tranh nghiêm trọng nhất giữa Hamas và Israel diễn ra vào năm 2008, khi Israel đưa quân vào dải Gaza, gây ra giao tranh ác liệt ở đô thị nhằm dập tắt các vụ phóng tên lửa đang diễn ra. Hezbollah được cho là nhóm phi nhà nước được trang bị vũ khí mạnh nhất thế giới, được Iran hậu thuẫn và có trụ sở tại quốc gia Liban ở phía đông Địa Trung Hải. Nhóm Hồi giáo Shia này đã tham gia vào các cuộc đối đầu với lực lượng Israel ở biên giới phía nam Liban kể từ ngày 8 tháng 10. Các cuộc giao tranh xuyên biên giới đã làm dấy lên nỗi lo về một cuộc xung đột khu vực và thúc đẩy những nỗ lực ngoại giao mạnh mẽ nhằm giảm căng thẳng. Mặc dù không thể sánh được với sức mạnh quân sự của Israel, nhưng kho vũ khí ngày càng tinh vi của Hezbollah có khả năng gây ra thiệt hại đáng kể cho Israel và các đồng minh của nước này trong khu vực. Phát biểu trên truyền hình Liban vào ngày 30 tháng 9, quan chức cấp cao nhất của Hezbollah tuyên bố: "Chúng tôi đã sẵn sàng nếu Israel quyết định tiến vào bằng đường bộ và lực lượng kháng chiến sẵn sàng cho một cuộc đối đầu. Hezbollah sẽ chọn một thủ lĩnh để kế vị ông Hassan Nasrallah,
người bị sát hại trong một cuộc tấn công của Israel ở thủ đô Beirut của Liban cuối tuần qua, sớm nhất có thể. Ông Naim Qassem, quan chức cấp cao nhất của Hezbollah cho biết trong một bài phát biểu trên truyền hình vào ngày 30 tháng 9, chúng tôi sẽ chọn tổng thư ký cho đảng sớm nhất có thể và theo cơ chế đã được đảng thông qua trước đó, và chúng tôi sẽ lấp đầy các vị trí lãnh đạo. Hãy yên tâm rằng các lựa chọn sẽ rất dễ dàng. Ông Naim Qassem nói trong bài phát biểu công khai đầu tiên của Hezbollah kể từ vụ ám sát ông Nasrallah. Ông Qassem cam kết tiếp tục sứ mệnh của Hezbollah nhằm chống lại Israel và bảo vệ người Palestine, bất chấp những tổn thất mà lực lượng này phải gánh chịu ở Liban. Những tuyên bố của Israel về việc đã đánh trúng hầu hết các tên lửa tầm trung và tầm xa của Hezbollah được ông Qassem ví là một giấc mơ mà họ chưa đạt được và sẽ không đạt được. Hezbollah sẽ tiếp tục hoàn thành các mục tiêu và mục đích thực địa như ông Nasrallah đã đề ra. Ông nói, lực lượng kháng chiến Hồi giáo sẽ tiếp tục đối đầu với kẻ thù Israel để hỗ trợ giải Gaza và Palestine, bảo vệ Liban và người dân, đáp trả các vụ ám sát và sát hại dân thường. Ông Qassem từng là ứng cử viên lãnh đạo Hezbollah trước khi ông Nasrallah được bổ nhiệm. Ông này nổi tiếng với trình độ học vấn sâu rộng, kiến thức tôn giáo. Sinh năm 1953 tại làng Kafakila ở miền nam Liban. Qassem là một thành viên nổi tiếng của nhóm cựu vệ sĩ. Giáo sĩ dòng CIA 71 tuổi này giúp sáng lập Hezbollah vào năm 1982 và làm phó tổng thư ký 7 nhiệm kỳ liên tiếp từ năm 1991. Ông cũng giám sát các hoạt động xây dựng luật của Hezbollah, là nhân vật thứ hai của Hezbollah trước khi thủ lĩnh Nasrallah bị ám sát. Ông Qassem thường xuất hiện trong các cuộc phỏng vấn trên truyền thông. Năm 2015, ông viết cuốn sách Hezbollah – Câu chuyện từ bên trong, trình bày tư tưởng chính trị của lực lượng này. Chỉ vài ngày sau khi ám sát thủ lĩnh Hassan Nasrallah của Hezbollah, Israel không kích sâu trong địa phận Beirut lần đầu tiên kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023. Israel cũng tấn công Houthi ở Yemen. Sự leo thang trong cuộc chiến này đã khiến nhiều dân thường thiệt mạng, khiến 1 triệu người ở Liban phải di tản. Vô số nhà cửa bị phá hủy. Giới chức Mỹ, những người vẫn đang thúc đẩy một lệnh ngừng bắn, dự đoán bộ binh Israel sẽ tràn vào Liban, nhưng nhấn mạnh rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dường như chưa đưa ra quyết định. Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố vào ngày 28 tháng 9 rằng việc ám sát thủ lĩnh Hezbollah là một bước tiến nhằm thay đổi cán cân quyền lực trong khu vực trong những năm tới. Nhà lãnh đạo Israel nhận thấy một cơ hội mở ra để tái cấu trúc quyền lực cơ bản ở Trung Đông và ông có thể cho rằng Hezbollah đang bị tổn thương nặng nề. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định, chiến thắng hoàn toàn vẫn còn khó nắm bắt. Kể từ ngày 17 tháng 9, Israel đã giáng đòn nặng nề vào nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn tại Liban. Đến tối ngày 27 tháng 9, khi ông Nasrallah bị sát hại trong một vụ nổ làm sập nhiều tòa nhà, ban lãnh đạo cấp cao của Hezbollah gần như đã bị loại bỏ hoàn toàn. Tuy nhiên, lịch sử gần đây chỉ mang đến những bài học cay đắng cho giới lãnh đạo Israel. Tháng 6 năm 1982, Israel tấn công Liban với mục tiêu đè bẹp tổ chức giải phóng Palestine. Ngoài ra, họ hy vọng thiết lập một chính phủ do người Thiên Chúa giáo kiểm soát ở Beirut và đẩy lực lượng Syria ra khỏi đất nước. Nhưng cả ba mục tiêu này, Israel đều không đạt được mà khiến Hezbollah ra đời. Lực lượng này sau đó tiến hành chiến tranh du kích không ngừng nghỉ, buộc Israel phải đơn phương rút quân khỏi miền nam Liban. Thưa quý vị, lực lượng phòng vệ Israel IDF đã tiêu diệt Phó Chủ tịch Hội đồng Trung ương của Hezbollah là Nabil Kaouk cùng ít nhất 10 người khác trong bối cảnh hai bên đang không kích lẫn nhau. Đây là thành viên cấp cao thứ 7 của Hezbollah bị Israel thủ tiêu trong vòng một tuần. Ngày 29 tháng 9, Hezbollah xác nhận một chỉ huy cấp cao khác của nhóm là Ali Karaki đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào hồi cuối tuần trước. Giới lãnh đạo quân sự cấp cao của Hezbollah hiện đã gần như bị xóa sổ hoàn toàn. Các vụ ám sát chỉ huy Hezbollah diễn ra vài ngày sau khi một vụ tấn công công nghệ cao xảy ra, khiến hàng trăm máy nhắn tin và bộ đàm của thành viên Hezbollah phát nổ. Trong thời gian qua, Israel và Hezbollah tấn công lẫn nhau gần như mỗi ngày. Trong cuộc giao tranh năm 2006 với Hezbollah, Israel đã cố gắng ám sát ông Hassan Nasrallah 3 lần. Một cuộc không kích đã trượt vì lãnh đạo Hezbollah đã rời khỏi vị trí. Các cuộc tấn công còn lại không xuyên thủng được hầm ngầm của ông. Theo truyền thông Israel, vào tối ngày 27 tháng 9, quân đội Israel đã khắc phục những sai sót khi xưa. Họ theo dõi Hassan Nasrallah, thủ lĩnh của Hezbollah, tới một hầm ngầm sâu dưới một khu chung cư ở phía nam thủ đô Beirut của Liban và thả tới 80 quả bom để đảm bảo thủ lĩnh của Hezbollah bị sát hại. Phi công lái chiếc chiến đấu cơ F-15I của Israel tự hào nói, "Chúng tôi với tới được bất kỳ đâu, ở bất kỳ đâu." Theo quân đội Israel, chiếc máy bay này đã thả loạt bom khiến ít nhất 4 tòa nhà dân cư bị phá hủy. Tuy nhiên, ẩn sau sự tự tin và kiêu hãnh của quân đội cùng cơ quan an ninh Israel, những lực lượng đã liên tục giáng những đòn tàn khốc vào một trong những đối thủ lớn nhất của họ trong khu vực suốt vài tuần qua, lại che giấu một sự thật khó chịu. Sau gần 4 thập kỷ chiến đấu với Hezbollah, chỉ gần đây Israel mới thực sự xoay chuyển được tình thế.
theo các quan chức hiện tại và trước đây. Điều thay đổi là chiều sâu và chất lượng thông tin tình báo mà Israel có được trong 2 tháng qua. Bắt đầu từ vụ ám sát Fuad Shukr, một trong những trợ thủ đắc lực của Nasrallah, vào ngày 30 tháng 7, khi ông ta đến thăm một người bạn gần nơi xảy ra vụ ném bom vào ngày 27 tháng 9. Các quan chức này mô tả một sự tái định hướng quy mô lớn trong nỗ lực thu thập tình báo của Israel về Hezbollah sau thất bại bất ngờ của họ vào năm 2006, khi không thể giáng một đòn hạ gục nhóm vũ trang này, thậm chí không tiêu diệt được các lãnh đạo cấp cao của họ, bao gồm cả ông Nasrallah. Trong 2 thập kỷ tiếp theo, đơn vị tình báo tinh nhuệ 8200 của Israel và Cục Tình báo Quân sự Amman đã thu thập khối lượng lớn dữ liệu để lập bản đồ lực lượng dân quân đang phát triển nhanh chóng, chiến trường phía Bắc của Israel. Bà Miri Asin, một cựu sĩ quan tình báo cấp cao cho biết, việc này đòi hỏi Israel phải thay đổi căn bản cách nhìn về Hezbollah. Một phong trào du kích Liban đã làm suy yếu ý chí và sức bền của Israel trong vũng lầy chiếm đóng miền Nam Liban suốt 18 năm. Cuộc chiếm đóng này kết thúc vào năm 2000 trong một cuộc rút lui đầy tủi hổ, đi kèm với sự mất mát lớn về năng lực thu thập tình báo. Bà Asin cho biết, tình báo Israel giờ đã mở rộng tầm nhìn để nhìn toàn diện về Hezbollah, không chỉ tập trung vào nhánh quân sự của nhóm mà còn cả tham vọng chính trị và mối quan hệ ngày càng phát triển của nhóm này với lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC, cùng mối liên hệ giữa ông Nasrallah với Tổng thống Syria. Bà Miri Asin nói, bạn phải xác định chính xác những gì mình đang tìm kiếm, đó là thách thức lớn nhất, và nếu làm tốt, nó sẽ cho phép bạn nhìn nhận mọi thứ trong toàn bộ sự phức tạp của chúng, để thấy được bức tranh tổng thể. Theo bà Miri Asin, trong gần một thập kỷ, tình báo Israel đã coi Hezbollah là một đội quân khủng bố, thay vì chỉ là một nhóm khủng bố như Osama Bin Laden ẩn náu trong hang động. Đây là một sự thay đổi về tư duy buộc Israel phải nghiên cứu Hezbollah kỹ lưỡng và toàn diện như cách họ từng làm với quân đội Syria. Israel bắt đầu tập trung nhiều hơn vào Hezbollah với lợi thế kỹ thuật vượt trội, vệ tinh do thám, máy bay không người lái hiện đại và khả năng tấn công mạng, biến điện thoại di động thành thiết bị nghe lén. Israel thu thập được rất nhiều dữ liệu, đến mức có hẳn một đơn vị riêng là đơn vị 9900 để viết thuật toán phân tích hàng terabyte dữ liệu hình ảnh, tìm ra thay đổi nhỏ nhất như một thiết bị nổ tự chế bên đường hay việc bổ sung lớp bê tông cho thấy có thể có một hầm ngầm. Theo tuyên bố công khai của lực lượng phòng vệ Israel, qua nhiều năm, tình báo Israel đã tạo ra một danh sách mục tiêu lớn đến mức trong 3 ngày đầu tiên của chiến dịch không kích, máy bay chiến đấu của họ đã cố gắng tiêu diệt ít nhất 3.000 mục tiêu được cho là của Hezbollah. Một cựu quan chức cho biết, Israel có rất nhiều khả năng, rất nhiều thông tin tình báo chờ được sử dụng. Chúng tôi đã có thể sử dụng những khả năng này từ lâu trong cuộc chiến, nhưng chưa làm. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, chiến dịch của Israel vẫn chưa kết thúc, vẫn có khả năng Israel sẽ cử lính bộ binh vào miền Nam Liban để giúp tạo ra một vùng đệm ở phía bắc biên giới. Nhiều khả năng tên lửa của Hezbollah vẫn còn nguyên vẹn. Sáng ngày 2 tháng 10, Pháp tuyên bố sẽ gửi thêm nguồn lực quân sự tới Trung Đông để đối phó với điều họ coi là mối đe dọa từ Iran và triệu tập họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào chiều cùng ngày, theo giờ New York, sau khi Iran phóng loạt tên lửa vào Israel. Trong lúc đó, Trung Quốc sơ tán công dân khỏi Liban để đề phòng chiến sự. Bộ Ngoại giao Pháp đưa ra thông tin trên liên quan đến Iran sau cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Peiros và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken để phối hợp với các nỗ lực ngoại giao. Tuần trước đó, Pháp và Mỹ đã cố gắng đảm bảo lệnh ngừng bắn tạm thời ở Liban chỉ vài giờ trước khi Israel tiến hành các cuộc không kích ám sát thủ lĩnh Hassan Nasrallah. Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết cũng sẽ sớm tổ chức một hội nghị ủng hộ Liban và đã cử Bộ trưởng Ngoại giao đến khu vực để phối hợp tìm kiếm các sáng kiến ngoại giao nhằm giảm căng thẳng. Trước đó, vào ngày 30 tháng 9, Pháp đã triển khai một tàu sân bay trực thăng đến Trung Đông để chuẩn bị cho trường hợp có lệnh sơ tán. Cùng ngày 2 tháng 10, 146 công dân Trung Quốc và 5 thành viên gia đình có quốc tịch nước ngoài ở Liban đã về đến thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc an toàn trên chuyến bay thuê bao của hãng Air China. Theo thông tin của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hiện tại tất cả các công dân Trung Quốc có ý muốn sơ tán đều đã rời khỏi Liban một cách an toàn. Trước đó, vào ngày 1 tháng 10, dưới sự hỗ trợ của các cơ quan ngoại giao Trung Quốc tại Liban và SIP, đợt người Hoa đầu tiên tại Liban với 149 người đã rời khỏi nước này và thuận lợi nhập cảnh vào SIP bằng đường biển. Do tình hình căng thẳng ở Trung Đông, các hãng hàng không đã hủy các chuyến bay và biên giới đất liền bị phong tỏa. Những Hoa Kiều bị mắc kẹt ở Liban không thể rời khỏi nước này một cách an toàn. Việc hỗ trợ của cơ quan ngoại giao mang đến sự an toàn và thuận lợi hơn cho những Hoa Kiều có mong muốn rời khỏi đây. Liên quan đến tình hình ở Liban, tại buổi họp báo diễn ra ngày 29 tháng 9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Trung Quốc lo lắng về tình hình căng thẳng khu vực leo thang. Trung Quốc phản đối các hành vi vi phạm chủ quyền của Liban, phản đối và lên án mọi hành động gây tổn hại cho người dân vô tội, phản đối các động thái làm gia tăng xung đột và làm leo thang căng thẳng trong khu vực.
Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan, đặc biệt là Israel, thực hiện các biện pháp lập tức hạ nhiệt tình hình, ngăn chặn xung đột lan rộng hoặc vượt khỏi tầm kiểm soát. Theo người phát ngôn, căng thẳng giữa Liban và Israel là biểu hiện lan rộng của cuộc xung đột ở dải Gaza. Ưu tiên hàng đầu hiện nay là thực hiện hiệu quả các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, sớm chấm dứt xung đột ở Gaza và bảo vệ hòa bình, ổn định ở Trung Đông. Người phát ngôn quân sự của lực lượng Houthi tại Yemen, Yahya Saleh cho biết, ngày 2 tháng 10, lực lượng này tấn công nhằm vào các vị trí quân sự sâu trong lãnh thổ Israel bằng rocket Quds 5. Hiện chưa có thông báo của quân đội Israel về vụ phóng rocket từ Yemen. Ông Saleh cũng tuyên bố Houthi sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động quân sự nhằm vào Israel cho đến khi cuộc xung đột tại Gaza và Liban chấm dứt. Cuối tuần qua, Israel cũng tuyên bố tấn công các mục tiêu của Houthi ở Yemen, cách Israel hơn 2.000 km, để đáp trả việc nhóm vũ trang nhiều lần phóng tên lửa nhằm vào nước này. Đợt tập kích của quân đội Israel diễn ra sau khi Houthi vào ngày 28 tháng 9 phóng một tên lửa đạn đạo nhằm vào sân bay Ben Gurion thuộc miền trung Israel, gần thời điểm máy bay chở Thủ tướng Benjamin Netanyahu tới đây. Phòng không Israel tuyên bố bắn hạ quả đạn bên ngoài biên giới nước này. Kể từ tháng 11 năm ngoái, lực lượng Houthi bắt đầu thực hiện các vụ tấn công tàu thuyền qua lại Biển Đỏ và Vịnh Aden nhằm thể hiện sự đoàn kết với Palestine trong cuộc xung đột ở dải Gaza. Các vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa của nhóm này đã làm gián đoạn giao thông hàng hải ở Biển Đỏ, kéo theo các cuộc tấn công đáp trả của Mỹ và Anh nhằm vào lực lượng trên. Trước đợt tấn công bằng tên lửa dồn dập từ Iran nhằm vào Israel trong ngày 1 tháng 10, hai tàu khu trục của Hải quân Mỹ đã phóng khoảng chục tên lửa đánh chặn, hỗ trợ bảo vệ đồng minh Trung Đông. Tuy nhiên, người phát ngôn của Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Không quân Pat Ryder, từ chối tiết lộ loại vũ khí nào được các tàu khu trục Cole và Bunkley sử dụng, hoặc liệu các tên lửa này có đánh chặn thành công hay không. Dẫn lời Thiếu tướng Ryder, trang Defense News đưa tin hoạt động đánh chặn diễn ra khi cả hai tàu đều ở phía đông Địa Trung Hải. Cuộc tấn công quy mô lớn trực tiếp bằng tên lửa ngày 1 tháng 10 là cuộc tấn công thứ hai của Iran trong năm nay vào lãnh thổ Israel và một lần nữa đe dọa đến việc châm ngòi cho một cuộc chiến toàn diện ở Trung Đông. Một tương lai ảm đạm mà Mỹ cùng các nhà hòa giải đã nỗ lực ngăn chặn kể từ khi lực lượng vũ trang Hamas tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Thiếu tướng Ryder nêu rõ, các báo cáo ban đầu cho thấy Israel đã đánh chặn phần lớn các tên lửa đang bay tới và chỉ gây thiệt hại rất ít trên mặt đất. Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan đánh giá, đòn phản ứng lần này của Iran là thất bại và không hiệu quả, nhưng cảnh báo động thái cũng đánh dấu sự leo thang đáng kể. Cố vấn Sullivan nhấn mạnh, trước mắt, kết quả này thể hiện sự chuyên nghiệp của IDF, nhưng phần lớn là nhờ vào sự phối hợp khéo léo của quân đội Mỹ và kế hoạch chung tỉ mỉ để chuẩn bị cho cuộc tấn công. Phản ứng trước đợt tấn công mới nhất của Iran, Tổng thống Mỹ Joe Biden tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với Israel và ra lệnh cho Lầu Năm Góc hỗ trợ phòng thủ Israel chống lại mọi cuộc tấn công trong tương lai. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã thảo luận với người đồng cấp Israel về cuộc tấn công và hậu quả nghiêm trọng sẽ xảy ra sau đó đối với Iran. Người phát ngôn Ryder không giải thích thêm về những hậu quả đó sẽ là gì, cũng như liệu Mỹ có hỗ trợ Israel tấn công trực tiếp vào lãnh thổ Iran hay không. Cuộc tấn công của Iran diễn ra một tuần sau khi Israel ám sát thủ lĩnh Hezbollah ở Liban. Cuộc tấn công ở Beirut tiếp theo là các hoạt động quân sự mà Israel tiến hành qua biên giới, đã làm leo thang một cuộc xung đột đang bùng nổ ở Liban. Về phần mình, Mỹ đã tăng cường lực lượng đến Trung Đông để giúp bảo vệ Israel và lực lượng của mình. Tuần qua, Washington đã điều thêm 3 phi đội máy bay chiến đấu, bao gồm F-15, F-16 và A-10 tới Trung Đông, tăng gấp đôi số lượng máy bay chiến đấu trong Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM, đơn vị giám sát các hoạt động quân sự của Mỹ ở Trung Đông. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng đã ra lệnh cho tàu sân bay Abraham Lincoln ở lại khu vực này như một thành trì phản ứng trước một cuộc tấn công rộng lớn hơn. Một tàu sân bay khác là Harry Truman cũng đang trên đường đến Bộ Tư lệnh Châu Âu của quân đội Mỹ. Theo Lầu Năm Góc, các chỉ đạo mới về điều động quân sẽ bổ sung thêm vài nghìn binh sĩ so với 40.000 quân hiện có trực thuộc CENTCOM. Mỹ khẳng định rằng sự gia tăng lực lượng đã giúp ngăn chặn một cuộc chiến rộng lớn hơn trong khu vực, bất chấp các cuộc tấn công gần đây. Hiện tại, lực lượng Mỹ cũng đang phải đối mặt với mối đe dọa lớn từ các lực lượng thân Iran trong khu vực. Trước đó, lực lượng Houthi ở Yemen cũng đã phát động một cuộc tấn công phức tạp bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa hành trình vào các tàu của Mỹ ở Biển Đỏ. Các quan chức cho biết không có tàu nào bị tấn công và không có thủy thủ nào bị thương. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC tuyên bố, nước này lần đầu tiên đã sử dụng tên lửa vượt âm tự chế Fatah để tấn công Israel. Fatah được coi là tên lửa vượt âm đầu tiên do Iran sản xuất trong nước. Quân đội Iran đã cho trình làng mẫu tên lửa này vào năm ngoái, đồng thời tiết lộ vũ khí có thể di chuyển với tốc độ gấp 15 lần tốc độ âm thanh
và có khả năng nhắm mục tiêu vào các hệ thống phòng thủ tên lửa. Hãng thông tấn bán chính thống MIR của Iran đã trích dẫn tuyên bố của IRGC cho hay rằng họ đã dùng tên lửa Fatah-2 tiên tiến nhất để qua mặt radar và phá hủy hệ thống phòng không Abrams của Israel trong vụ tấn công quy mô tối ngày 1 tháng 10. Theo IRGC, 80-90% tên lửa được sử dụng trong chiến dịch Lời Hứa Chân Thật 2 đã bắn trúng vào các mục tiêu Israel, bao gồm cả căn cứ không quân Tel Nof gần Tel Aviv và khu vực Nes Sarim gần dải Gaza. Quân đội Iran cũng khẳng định đã phá hủy một số lượng lớn xe tăng của đối phương trong đợt tập kích này. Giới chức Israel hiện chưa lên tiếng bình luận về các thông tin do IRGC đưa ra. Tuy nhiên, lực lượng phòng vệ Israel IDF thống kê Iran đã bắn tới 180 quả tên lửa vào lãnh thổ nước này tối mùng 1 tháng 10. Đài CNN dẫn lời Thiếu tướng Pat Ryder, phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ đánh giá, cuộc tấn công mới nhất của Iran nhằm vào Israel có quy mô lớn gấp đôi vụ tập kích của họ thực hiện hồi tháng 4, xét về số lượng tên lửa đạn đạo. Trong số khoảng 180 tên lửa mà lực lượng phòng vệ Israel cho biết rằng Iran đã bắn vào đêm mùng 1 tháng 10, có ít nhất 3 mục tiêu rõ ràng đã xuất hiện qua phân tích của CNN về các video định vị địa lý trong cuộc tấn công. Vẫn còn quá sớm để biết được liệu cuộc tấn công đó có gây ra thiệt hại nghiêm trọng nào hay không. Điều này cần có ánh sáng ban ngày và có thể nhìn thấy hình ảnh vệ tinh. Nhưng bằng cách phân tích các video từ cuộc tấn công, chúng ta có thể hình dung được mục tiêu mà Iran nhắm tới. Các cảnh quay cho thấy một lượng lớn tên lửa đã rơi xuống hoặc gần trụ sở của Mossad, tình báo Israel, căn cứ không quân Nevatim và căn cứ không quân Tel Nof. Những địa điểm đó phần lớn trùng khớp với những gì mà cộng đồng tình báo của Mỹ và người Israel tin rằng sẽ bị nhắm tới. Israel đánh giá rằng Iran có khả năng sẽ tấn công 3 căn cứ không quân và 1 căn cứ tình báo của Israel. Hãng tin CNN cũng dẫn lời một quan chức quân sự Mỹ giấu tên cho rằng các mục tiêu tiềm năng của Iran bao gồm các căn cứ không quân và trung tâm chỉ huy tình báo. Các video cho thấy ít nhất 2 tên lửa rơi gần trụ sở Mossad ở khu phố Glilot của Tel Aviv, một khu cộng đồng dân cư với nhiều tòa cư dân và thương mại. Tại sa mạc Negev ở miền nam Israel, các video cho thấy một số lượng lớn tên lửa của Iran bắn trúng căn cứ Nevatim. Cơ sở này là một trong những cơ sở lớn nhất của Israel, trước đó đã bị Iran tấn công trong cuộc tấn công ngày 13 tháng 4. IDF cho biết thiệt hại là rất nhỏ. Tại khu vực căn cứ Tel Nof của Tel Aviv, hơn 15 dặm về phía nam, một đoạn video khác cho thấy có một số vụ nổ. Ngoài ra, chính quyền Israel cũng đang xem xét các mảnh đạn để xác định loại tên lửa được sử dụng sau cuộc tấn công do Iran thực hiện vào ngày 1 tháng 10. Phóng viên Jeremy Diamond của CNN đã đưa tin về hiện trường vụ tấn công gần một trường học ở thị trấn Jedera, miền trung Israel, cho biết tác động của vụ tấn công đã khiến cho một bức tường và cửa sổ của một số lớp học bị vỡ tan, bên trong có thiệt hại đáng kể. Có thể thấy công nhân và máy móc hạng nặng ở phía sau đang dọn dẹp đống đổ nát xung quanh một miệng hố lớn có độ sâu khoảng 8 feet ở phần sâu nhất. Các mảnh vỡ cũng có thể được tìm thấy khi chúng được thu thập để phân tích thêm. Không có thương vong nào được báo cáo, nhưng nhiều giờ trước vụ tấn công, trẻ em đã đến trường. Theo Trevor Ball, cựu kỹ thuật viên vật liệu nổ cấp cao của quân đội Mỹ, những gì còn sót lại của một tên lửa đạn đạo Iran, bao gồm bộ phận dẫn đường và đầu đạn, được tìm thấy trong các hình ảnh và video do CNN ghi lại tại địa điểm hố bom. Ông cho biết rất khó có thể xác định được các mô hình do thiếu hình ảnh tham khảo. Cuộc tấn công của Iran vào Israel ngày 1 tháng 10 có thể đã làm thay đổi tình hình vốn đã vô cùng căng thẳng ở Trung Đông khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tuyên bố Tehran sẽ phải trả giá. Cho đến nay, Iran chủ yếu sử dụng các lực lượng ủy nhiệm của mình trong khu vực Hamas ở Gaza, Hezbollah ở Liban và Houthi ở Yemen để tấn công Israel. Khi tấn công trực tiếp Israel vào tháng 4, sau khi cáo buộc nước này đánh bom khu vực phức hợp ngoại giao của mình tại Syria, cuộc tấn công này dường như được thiết kế để gây hiệu ứng hơn là tác động. Dù Israel chưa công bố thiệt hại vì mưa tên lửa đạn đạo của Iran gây ra, nhưng các hình ảnh do báo chí nước này và quốc tế đăng tải đã hé lộ mức độ tổn thất. Chỉ vài giờ sau khi các hãng thông tấn quốc tế trích dẫn lời một quan chức cấp cao trong Nhà Trắng ngày 1 tháng 10, nói Mỹ đã phát hiện các dấu hiệu cho thấy Iran sắp tấn công Israel, cảnh báo đó đã trở thành hiện thực. Lực lượng phòng vệ Israel IDF thống kê, Iran đã bắn tới 180 tên lửa đạn đạo về phía lãnh thổ nước này tối cùng ngày. Ngoài việc kích hoạt hệ thống phòng thủ trên bộ, IDF được cho là đã điều 25 máy bay chiến đấu F-15 ứng phó với vụ tập kích ồ ạt của đối phương.
Đáng chú ý, phần lớn phi đội tiêm kích của IDF vẫn ở phía bắc đất nước, nơi họ đang bận rộn với chiến dịch oanh tạc nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban. Mặc dù IDF khẳng định đã bắn chặn thành công phần lớn số tên lửa đó với sự trợ giúp của quân đội Mỹ ở Trung Đông, nhưng các đoạn video do truyền thông khu vực và quốc tế đăng tải lại cho thấy nhiều tên lửa đã xuyên thủng hệ thống phòng không của Israel. Theo đài RT, ít nhất một tên lửa đã nhắm trúng một giàn khoan khí đốt ngoài khơi của Israel gần Ashkelon. Trong một đoạn video, cơ sở này dường như đã chìm trong biển lửa và hình ảnh rõ thấy từ xa. Hãng Zimes dẫn tuyên bố của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran IRGC cho hay, họ đã nhắm mục tiêu vào 3 căn cứ quân sự của Israel quanh Tel Aviv. Đài CNN đã tiến hành phân tích hai đoạn video mới và xác nhận chúng quay cảnh nhiều tên lửa Iran đang lao về phía căn cứ không quân Nevatim ở sa mạc Negev, miền nam của Israel. Các lực lượng Tehran từng nhắm mục tiêu vào căn cứ này trong một vụ tấn công tương tự diễn ra ngày 13 tháng 4. Theo CNN, các video được quay từ thị trấn Ararat Annakab nằm ngay phía nam căn cứ Nevatim. Bộ Quốc phòng Israel hiện vẫn chưa lên tiếng phản hồi yêu cầu bình luận về vụ việc. Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc cho biết, nội các xung đột của nước này đang cân nhắc các biện pháp trả đũa và sẽ không để yên sau vụ tấn công lớn nhất từ trước tới nay của Iran. Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn CNN hôm 2 tháng 10, Đại sứ Danny Danon mô tả việc Iran bắn tới 180 quả tên lửa đạn đạo vào lãnh thổ Israel tối ngày 1 tháng 10 là chưa từng có. Ông Danon bày tỏ, như tôi đã phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Israel chắc chắn sẽ đáp trả một cách mạnh mẽ và gây đau đớn. Điều đó sẽ sớm thôi. Tôi nghĩ họ biết chúng tôi có khả năng tiếp cận bất kỳ điểm đến nào ở Trung Đông. Chúng tôi có quyền quyết định cách thức thực hiện và các mục tiêu là gì. Khi được hỏi liệu Tel Aviv có lắng nghe thông điệp từ Tổng thống Mỹ Joe Biden, người tuyên bố các địa điểm hạt nhân của Iran không nên là mục tiêu trong phản ứng trả đũa sắp tới của Israel hay không, ông Danon nhấn mạnh Mỹ và các nền dân chủ phương Tây khác phải có trách nhiệm ngăn chặn Iran đạt được năng lực hạt nhân, nếu không sẽ quá muộn. Đại sứ Israel quả quyết, nước này không muốn gia tăng xung đột, nhưng chắc chắn sẽ đáp trả những vụ phóng tên lửa quy mô lớn của các lực lượng Tehran. Chúng tôi sẽ phải đưa ra phản ứng có tính toán, vì không muốn chứng kiến một cuộc xung đột toàn diện với Iran. Tin tôi đi, họ cũng không muốn chứng kiến điều đó đâu. Chúng tôi đã thể hiện năng lực của mình khi chiến đấu với Hamas ở dải Gaza và đang chống lại Hezbollah ở Liban. Họ, Iran, nên xem xét những gì đã xảy ra ở Beirut và Gaza trước khi họ bắt đầu cuộc xung đột với chúng tôi. Trong khi đó, báo Times of Israel đã dẫn tuyên bố từ văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho hay, ông đã triệu tập một cuộc họp với các lãnh đạo cơ quan an ninh của đất nước tại Tel Aviv hôm 2 tháng 10. Các nguồn thảo tin tiết lộ, chính quyền Netanyahu đang cân nhắc một loạt các biện pháp trả đũa Iran từ tập kích vào cơ sở hạ tầng chiến lược như giàn khoan khí đốt hoặc dầu mỏ, các địa điểm hạt nhân, cho đến thực hiện các vụ ám sát có chủ đích và tấn công trực tiếp vào hệ thống phòng không của đối phương. Cả Washington và Tehran hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về các thông tin trên. Trước đó, các tàu khu trục tên lửa của Hải quân Mỹ tại biển Địa Trung Hải đã giúp quân đội Israel ngăn chặn các cuộc tập kích tên lửa quy mô lớn của Iran. Theo The War Zone, trong ngày 2 tháng 10, Hải quân Mỹ đã công bố các đoạn video ghi lại cảnh tàu chiến của nước này giúp Israel đánh chặn tên lửa đạn đạo của Iran. Đại úy Hải quân Mỹ Bill Urban cho biết, hai tàu khu trục tên lửa lớp Allenbuck của hạm đội 6 là USS Cole và USS Buckley đã đánh chặn nhiều tên lửa của Iran trong ngày 1 tháng 10. Đây là hành động để bảo vệ đồng minh trong khu vực. Cả hai chiến hạm của Mỹ đều được trang bị hệ thống Aegis chuyên dùng để chống lại tên lửa đạn đạo. Trong hai video, chiến hạm của Mỹ đã thành công bắn hạ nhiều tên lửa của Iran. Tuy vậy, Hải quân Mỹ không tiết lộ cụ thể về số lượng tên lửa đã đánh chặn và loại vũ khí được sử dụng trong chiến dịch. Theo lực lượng phòng vệ Israel, Iran đã bắn tới 180 tên lửa đạn đạo về phía lãnh thổ nước này trong ngày 1 tháng 10. Mặc dù IDF khẳng định đã bắn chặn thành công phần lớn số tên lửa đó với sự trợ giúp của quân đội Mỹ ở Trung Đông, nhưng các hình ảnh do truyền thông khu vực và quốc tế đăng tải lại cho thấy nhiều tên lửa đã xuyên thủng hệ thống phòng không của Tel Aviv. Vào hồi tháng 4 năm nay, các tàu chiến và máy bay của Hải quân Mỹ cũng đã giúp Israel ngăn chặn một cuộc tấn công tên lửa khác của Iran. Quân đội Israel đã phải chịu tổn thất khi giao tranh trên bộ với Hezbollah ở miền nam Liban. Đại sứ Israel và Iran đã tranh cãi gay gắt tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Theo Al Jazeera, trong ngày 2 tháng 10, lực lượng phòng vệ Israel IDF đã xác nhận về những tổn thất đầu tiên của lực lượng nước này sau khi mở chiến dịch
trên bộ hạn chế tại Liban. Cụ thể, phía IDF đã mất 8 lính trong các cuộc đụng độ với Hezbollah ở miền nam Liban. Đây là tổn thất lớn nhất mà Tel Aviv phải chịu ở biên giới Liban trong năm qua. Dù IDF và Hezbollah vẫn thường xuyên giao tranh ở khu vực này. Bên kia chiến tuyến, phía Hezbollah đã nói rằng lực lượng này đã phá hủy 3 xe tăng chiến đấu Merkava của IDF, đồng thời đẩy lùi đối thủ tại khu vực định cư ở biên giới. Đây chỉ là sự khởi đầu. Chúng tôi có đủ máy bay chiến đấu, vũ khí và đạn dược để đáp trả Israel, ông Mohammad Afif, đại diện truyền thông của Hezbollah cho biết. Ngoài chiến dịch trên bộ, IDF vẫn tiếp tục không kích các khu vực xung quanh thủ đô Beirut của Liban trong đêm ngày 2 tháng 10. Theo IRNA, trong ngày 2 tháng 10, đại sứ của Iran và Israel đã có những tranh cãi gay gắt trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình Trung Đông. Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Amir Sayed Iravani đã nói rằng cuộc tập kích tên lửa quy mô lớn của Tehran nhằm vào mục đích khôi phục sự cân bằng và răn đe trong khu vực. Quan chức Iran nhấn mạnh tình hình sẽ không leo thang nếu Israel dừng chiến dịch ở Gaza và Liban. Trong khi đó, đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Danny Danon đã tuyên bố rằng Tel Aviv sẽ có động thái đáp trả tương xứng. Israel sẽ tự vệ, Iran sẽ phải chịu hậu quả cho hành động của họ, ông nói. Trước đó, hãng tin Politico của Mỹ đã thông báo về việc Bộ Ngoại giao Israel ra lệnh cấm nhập cảnh với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vì ông này không lên án vụ tấn công tên lửa của Iran. Nhóm vũ trang Hezbollah ngày 2 tháng 10 đã tuyên bố các tay súng của họ đã đẩy lùi một cuộc đột nhập của lực lượng phòng vệ Israel IDF vào miền nam Liban. Trang AI Mayadeen của Liban đã dẫn nguồn tin từ Hezbollah rằng các tay súng của họ đã đối đầu với các binh sĩ IDF ở làng Odaise vào rạng sáng ngày 2 tháng 10 và buộc phía Israel phải rút lui. Cũng theo nguồn tin trên, lực lượng được Israel sử dụng trong hoạt động xâm nhập làng Odaise lần này là một đơn vị đặc nhiệm. Hiện IDF chưa bình luận về những thông tin được Al-Mayadeen đăng tải. IDF hôm nay đã quyết định điều động thêm một sư đoàn nữa tham gia vào hoạt động quân sự trên bộ ở Liban. Binh sĩ thuộc sư đoàn số 36 gồm các lực lượng từ lữ đoàn Golani, lữ đoàn thiết giáp số 188, lữ đoàn Ezioni hiện đang cùng sư đoàn số 98 tham gia vào chiến dịch trên bộ ở miền nam Liban nhằm chống lại nhân lực và cơ sở hạ tầng của nhóm vũ trang Hezbollah. Thông cáo được đăng trên trang web của IDF cho biết. Trước đó, số liệu của trang tin Al Jazeera công bố hôm 1 tháng 10 cho thấy IDF đã điều động khoảng 12.000 đến 14.000 binh sĩ cùng hàng chục khí tài quân sự trong biên chế sư đoàn số 98 tiến hành chiến dịch ở miền nam Liban. Trở về từ Mỹ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lại đối mặt với thực trạng bước tiến trên chiến trường Nga, một xã hội kiệt quệ và nguy cơ thiếu năng lượng vào mùa đông. Tại một sở chỉ huy gần thành phố Pokrovsk đang bị bao vây ở miền đông Ukraine, các binh sĩ thuộc lữ đoàn Tổng thống riêng biệt than phiền về sự lưỡng lự của Washington về việc liệu Kiev có thể sử dụng tên lửa của phương Tây để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga hay không. Giá như họ có thể chiến đấu bằng cả hai tay thay vì một tay bị trói sau lưng, thì quân đội này có thể có cơ hội chống lại quân đội Nga hùng mạnh. Một người điều khiển máy bay không người lái UAV tấn công than thở, bao quanh bởi các màn hình video chiếu cảnh kẻ thù đang tiến tới. Vị chỉ huy của tiểu đoàn cho biết mục tiêu của ông đã bắt đầu thay đổi. Bây giờ, tôi đang suy tính nhiều hơn về cách nghiên cứu người của mình. Mikhailov Tempe đã nói rằng, thật khó có thể tưởng tượng chúng tôi có thể đẩy kẻ thù trở lại biên giới năm 1991. Từng phấn chấn với hy vọng giải phóng vùng đất của mình, ngay cả những người lính Ukraine ở mặt trận giờ đây cũng bày tỏ mong muốn đàm phán với Nga để chấm dứt xung đột. Yuri, một chỉ huy khác ở mặt trận phía đông, nói rằng ông lo ngại viễn cảnh về một cuộc xung đột vĩnh viễn. Bây giờ chúng tôi ủng hộ đàm phán, ông nói thêm, đồng thời bày tỏ lo ngại rằng con trai của ông cũng là một người lính, có thể dành phần lớn cuộc đời để chiến đấu và một ngày nào đó cháu trai của ông cũng có thể thừa hưởng một cuộc xung đột bất tận. Ukraine đang bước vào thời điểm đen tối nhất của cuộc xung đột từ trước đến nay. Họ đang thua trên chiến trường ở miền đông đất nước, trong khi lực lượng Nga đang tiến lên không ngừng. Nước này đang phải vật lộn để khôi phục lại đội ngũ suy kiệt của mình, trong khi hệ thống huy động quân sự tùy tiện thì đang gây ra căng thẳng xã hội thực sự. Họ cũng đang phải đối mặt với một mùa đông đáng sợ, trong bối cảnh mạng lưới điện năng bị phá hủy, xã hội kiệt sức. Oleksandr Meresko, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Ukraine nói, cùng thời điểm,
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang chịu áp lực ngày càng lớn từ các đối tác phương Tây để tìm ra con đường hướng tới một giải pháp thương lượng, ngay cả khi có nhiều sự hoài nghi về việc Nga có chịu tham gia đàm phán hay không, và vị thế của Ukraine hiện giờ đã quá yếu để có thể đảm bảo một thỏa thuận công bằng. Chính quyền ông Biden đã nhận thức được rằng chiến lược hiện tại của họ không bền vững vì chúng ta đang thua trong cuộc chiến. Jeremy Shapiro, người đứng đầu văn phòng tại Washington của Hội đồng quan hệ đối ngoại châu Âu cho biết, họ đang nghĩ cách để đưa cuộc chiến đó vào trạng thái yên tĩnh hơn. Mối đe dọa lớn nhất đối với Kiev là khả năng ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng tới và cố gắng áp đặt một thỏa thuận hòa bình bất lợi cho Ukraine bằng cách đe dọa từ chối viện trợ quân sự và tài chính. Tuần trước, trong nỗ lực củng cố sự ủng hộ của các đồng minh, ông Zelensky đã đến thăm nước Mỹ để tiếp thị cái gọi là kế hoạch chiến thắng của mình, một công thức nhằm củng cố vị thế của Ukraine trước các cuộc đàm phán có thể xảy ra với Moscow. Ông Zelensky mô tả, đây là chiến lược đạt được hòa bình thông qua sức mạnh. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine đã rời khỏi Washington mà không đạt được cả hai vấn đề trọng tâm. Mỹ cho phép sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga và tiến triển trong nỗ lực gia nhập NATO của Ukraine. Chính quyền ông Biden cũng đã phản đối cả hai vì lo ngại điều đó có thể khuyến khích Moscow leo thang xung đột và có khả năng lôi kéo Mỹ và các đồng minh khác. Phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!